thưa quý vị, bắt đầu từ 12 giờ trưa ngày thứ Bảy, ngày 18 tháng 5 vừa qua, tại tiền đình quận hạt Santa Clara, số 70 West Hastings, thành phố San Jose, nơi có đông cộng đồng người Việt sinh sống nhất tại hải ngoại, đã diễn ra chương trình văn nghệ với chủ đề Dòng nhạc tuổi trẻ yêu nước. Chương trình do Khu hội cựu tù nhân chính trị Bắc Cali, Đài phát thanh 1500 AM và Câu lạc bộ báo chí Bắc Cali phối hợp tổ chức với mục đích vinh danh, phổ biến những bài hát của hai nhạc sĩ đang bị tù đày tại Việt Nam là Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình, đồng thời thể hiện sự yểm trợ tinh thần của cộng đồng người Việt hải ngoại đối với tuổi trẻ yêu nước trong quốc nội. Mở đầu chương trình như thường lệ là nghi thức chào quốc kỳ và hát quốc ca Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, phút mặc niệm để tưởng nhớ đến sự hy sinh của quân dân cán chính miền Nam và những người đã ngã xuống trong bước đường tranh đấu vì lý tưởng tự do. Chương trình đã thu hút đông đảo sự tham dự của giới chức chính quyền thành phố như sự hiện diện của ông Dave Cortese, Chủ tịch Hội đồng Giám sát quận hạt Santa Clara, bà Cindy Chavez, ứng cử viên khu vực 2, cựu Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, các phái đoàn đến từ Pháp Quốc và các tiểu bang khác cùng đông đảo giới văn nghệ sĩ trí thức, các cơ quan truyền thông báo chí và đồng hương khắp nơi về tham dự. Nhà báo Nghe Lữ, đại diện ban tổ chức, cho chúng tôi biết. Kính thưa quý vị, thì như quý vị đã biết, tuổi trẻ ở trong nước ngày hôm nay, như lời Việt Khang đã nói là đã quá nửa đời người và đã tỏ tường rồi, thì hôm nay tuổi trẻ trong nước rất là mạnh mẽ. Cái sự mạnh mẽ của họ, họ đã dấn thân đòi hỏi dân chủ dân quyền. Họ đã mạnh mẽ lên án cái thái độ hèn với giặc ác với dân của chính quyền đương quyền. Và họ đã chấp nhận trả giá bằng 4 năm tù đài của Việt Khang và 6 năm tù đài của Trần Vũ Anh Bình. Và mới đây nhất, như là quý khán giả, quý đài cũng biết, là ngày 16 tháng 5 vừa qua là Phương Nguyên và Nguyên Kha là hai bạn trẻ trong nước cũng thể hiện cái tinh thần yêu nước của mình mà đã đứng giữa phiên tòa, đã nói thẳng rằng họ xác định chúng tôi là những người yêu dân tộc và quê hương của chúng tôi. Nhưng chúng tôi chống đảng Cộng sản. Vì sao họ dám nói điều đó? Bởi vì đã quá nửa đời người và họ đã tỏ tường rồi, cho nên họ đã làm điều đó. Và hôm nay thì với cái đề nghị của các bạn trẻ ở trong nước, của nhóm tụi trẻ yêu nước ở trong nước, thì có nói là chú Nghi Lữ có thể giúp tụi con phổ biến đến, bởi vì các bạn đó nói và viết bằng máu, bằng nước mắt và bằng tù đài của mình, nhưng mà lại không được ai biết. Vì vậy cho nên tụi con mong chú giúp để mà phổ biến những bài đó, để hiểu rằng vì sao mà Cộng sản lại căm ghét thù hận đến nước, là giam một người trẻ như Việt Khang có con mới 4 tuổi hay là Trần Vũ Anh Bình con mới 6 tuổi mà bây giờ phải bị nhiều án nặng nề. Thì Nghe Lữ mặc dù rằng chưa bao giờ từng đứng ra tổ chức bất cứ một cái điều nào, nhưng mà vì cái tấm lòng nghĩ rằng mình phải làm một điều gì đó để không có mắc cỡ hổ thẹn với lại những tụi trẻ trong nước, thì Nghệ Lữ đã nhận lời để làm. Thì được sự hỗ trợ của ba đơn vị, đó là Câu lạc bộ báo chí Bắc Cali, Đài phát thanh 1500 AM Bắc Cali và Khu hội cựu chiến chính trị, ba đơn vị phối hợp cùng với rất là nhiều người. Đặc biệt hôm nay thưa quý vị, chúng tôi rất là cảm phục, chúng tôi cảm thấy là rất là cảm động, là ca sĩ Thu Sương từ Pháp bỏ công việc gia đình hàng tuần lễ để qua đây để cùng tập dượt và để cùng đóng góp vào chương trình của ngày hôm nay. Hay là chị Lữ Anh Thư từ Washington cũng qua đây, rồi anh Việt Phương từ Texas, hay là anh Quỳnh Công Ánh từ Louisiana. Kính thưa quý vị, đó là lý do mà mặc dù rất nhiều khó khăn, nhưng mà khi nói rằng cái dòng nhạc tuổi trẻ nước được tổ chức tại San Jose thì những người đó đã tự nguyện, thì đó là cái điều mà Nghe Lữ cảm thấy rằng đó là cái động lực giúp cho mình vượt qua mọi khó khăn. Tuy nhiên bất kỳ một cái điều nào nó cũng có cái sơ suất, thì cũng mong rằng tất cả những người Việt chúng ta tham dự đây thật đông trong ngày hôm nay sẽ là một hình ảnh để nói cho Đảng Cộng sản biết được rằng người Việt không thờ ơ, không thờ ơ vô cảm với cái sự đấu tranh và dấn thân của tuổi trẻ trong nước, và đó là lý do mục đích. Điều họp chương trình văn nghệ do nhà báo Nghe Lữ, MC Huỳnh Hớn, MC Hạ Vân đảm trách lần lượt giới thiệu thành phần tham dự. Ông Mai Khuyên, đại diện ban tổ chức, đã lên phát biểu chào mừng quan khách, đồng thời nói lên ý nghĩa của chương trình văn nghệ. Giây phút thiêng liêng và cảm động nhất là lễ trao ngọn đuốc tượng trưng cho ngọn lửa đấu tranh từ thế hệ đi trước cho thế hệ trẻ.
cựu thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình đã trang trọng trao ngọn đuốc lại cho bác sĩ Hồ Vũ và em Vivian Huỳnh, đại diện cho thế hệ trẻ tại hải ngoại sẽ tiếp tục con đường tranh đấu của tiền nhân. Tiếp theo, quan khách tham dự đã cùng nghe lại đoạn băng ghi âm chia sẻ của anh trai nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình và mẹ của nhạc sĩ Việt Khang tại Việt Nam. Sau đó là lời phát biểu của các khách mời. Sau phần nghi lễ, chương trình văn nghệ được bắt đầu với sự tham dự của đông đảo các ca sĩ, nghệ sĩ khắp nơi, đặc biệt là sự góp mặt của nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh, Việt Phương, ca sĩ Thu Sương đến từ Pháp Quốc. Phóng viên Việt Today cũng đã có dịp trò chuyện với nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh. Cái động lực chính là tuổi trẻ hiện bây giờ họ đã hy sinh, tù tội xương máu để họ đứng lên chống ngoại xâm. Và một cái điều phi nhân nhất là họ chống ngoại xâm thôi, họ không chống tổ quốc, vậy mà họ bị chính quyền Cộng sản Việt Nam bắt cầm tù. Cái điều này đã nói lên rõ là chính phủ Việt Cộng đang là cái người đã cho nhân loại nói chung và Việt Nam nói riêng thấy rằng hành động bán nước của mình. Ngoài sự góp mặt của các văn nghệ sĩ đến từ phương xa, còn có sự tham dự của đông đảo các ca sĩ tại vùng Bắc Cali như Lê Huy Phong, Bảo Tố, Triệu Phổ, Vivian Huỳnh, nhóm Yuka Bắc Cali, Hồng Hà, cùng ban nhạc Mây Trắng. Các ca sĩ đã cống hiến hết mình cho buổi biểu diễn với những bài đấu tranh nổi tiếng từ quốc nội, xen lẫn những bài hát đấu tranh tại hải ngoại, những bài hát ca ngợi quê hương và vinh danh người lính Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi đã trò chuyện với các anh trong hội thanh niên Cờ Vàng và anh đã cho biết thêm. Khi mà chúng tôi mang cái lá cờ trên người, cầm lá cờ trong tay, chúng tôi rất là hãnh diện. Chúng tôi rất là kính mến, kính yêu cái lá cờ của dân tộc Việt Nam chúng ta. Lá cờ đại diện cho tự do, cho truyền thống và cho người Việt, tự do hải ngoại cũng như trong nước. Ngày hôm nay, tôi muốn nói lên một cái sự hỗ trợ mạnh mẽ của cá nhân tôi cũng như tất cả các bạn ngày hôm nay cho những người bạn, những người mà tôi chưa hề gặp mặt nhưng mà qua sự theo dõi, sự thông tin thì tôi biết là trong nước các anh em thanh niên sinh viên đã cảm thấy được cái sự mặt thật của Đảng Cộng sản Việt Nam, của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam với bản chất hèn với giặc, ác với dân đã cam tâm mà bán từng mảnh đất, từng tất đất tất biển của tổ tiên của chúng ta cho ngoại bang. Thì đó là cái điều mà người Việt khắp nơi, còn người con dân Việt Nam khắp nơi không bao giờ chấp nhận được. Và đó là cái điều mà mục đích của tôi cũng như các bạn có mặt ngày hôm nay. Dạ, xin cảm ơn anh Nguyễn Minh Huy. Bà Cindy Chavez cũng đã chia sẻ cảm nghĩ của mình. I think one of the most important things that we can do is create and support the development of a Vietnamese community center. And I think that's very important, especially for seniors and young people, a place that people can gather. So I think that the county should help and the Vietnamese community should decide what it is. Kết hợp với chương trình văn nghệ, đồng hương đến tham dự còn có thể bỏ phiếu để bầu ra ban đại diện cộng đồng Việt Nam tại khu bầu cử bên cạnh. Chương trình văn nghệ đã kết thúc vào lúc 8 giờ tối cùng ngày. Vào lúc 6:30 chiều thứ Sáu, ngày 17 tháng 5, tại nhà hàng Mayflower, thành phố Milpitas, cựu học sinh trường trung học Petrusky đã tổ chức buổi họp mặt mùa xuân năm 2013. Chương trình quy tụ hơn 200 cựu học sinh Petrusky và gia đình thân hữu tham dự. Mở đầu là nghi thức chào quốc kỳ, quốc ca và một phút mặc niệm cho các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì lý tưởng. Kể đến, bác sĩ Trần Văn Nam, hội trưởng hội ái hữu Petrusky đã ngỏ lời chào mừng quan khách, đồng thời tường trình về quá trình hoạt động của hội liên quan đến xã hội như những bữa cơm cho những người vô gia cư, hội chợ y tế cho người Việt ở quận hạt Santa Clara. Trong chương trình còn có phần trình bày về những đề tài tai biến mạch máu não trong cộng đồng người Việt, các đề tài về y học thường thức.
Bác sĩ Trần Văn Nam, trưởng ban tổ chức đã chia sẻ với phóng viên của Viettoday. Hôm nay cái mục đích của buổi họp mặt Petrisky là chúng tôi thường thường tổ chức hàng năm buổi họp mặt mùa xuân để trước nhất là thắt chặt cái tình thân hữu của anh em trong cái Petrisky. Đồng thời đây là một cái sinh hoạt chung của hội, năm nào cũng vậy, Petrisky tổ chức buổi họp mặt đầu năm để anh em có dịp hàn huyên tâm sự, trao đổi nhau, cũng như là để cũng mời cộng đồng cùng tham gia với chúng tôi cái buổi sinh hoạt. Trong đó có thuyết trình về y khoa. Hôm nay chúng tôi có cái đề tài thuyết trình quan trọng là stroke in the Vietnamese population, tất nhiên là vấn đề tai biến mạch máu não trong cộng đồng của Việt Nam. Và chúng tôi cũng giới thiệu cái tổ chức Promnye Care là tổ chức y tế của cộng đồng Việt Nam. Đồng thời là cái sinh hoạt đó để chúng tôi sinh hoạt gặp gỡ nhau và để nâng đỡ tinh thần nhau trong cái tinh thần của hội ai hữu Petrisky. Trong buổi tiệc còn có phần trình diễn văn nghệ do các thân hữu và ban nhạc Kali Rose đảm trách. Buổi họp mặt hè cựu học sinh Petrisky đã kết thúc lúc 10 giờ 30 tối cùng ngày. Thưa quý khán giả, vừa rồi là phần phóng sự cộng đồng trong tuần qua. Đài truyền hình Viettoday xin chân thành cảm ơn các tổ chức hội đoàn, các ông bà cô bác, các anh chị em đồng hương đã tạo điều kiện giúp đỡ cho chúng tôi thực hiện chương trình này. Mai Linh cũng xin thay mặt đài Viettoday chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại đã tài trợ đặc biệt cho chúng tôi thực hiện chương trình phóng sự cộng đồng Việt Nam Bắc Cali. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mai Linh xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại trong chương trình sau. Nam Minh xin kính chào quý đồng hương. Xin thay mặt đài truyền hình Viettoday chân thành cảm ơn sự bảo trợ đặc biệt của Vietshopping TV và Deluxe Cargo San Jose đã tài trợ cho đài truyền hình Viettoday thực hiện phóng sự sinh hoạt cộng đồng Việt Nam hải ngoại miền Bắc California trong suốt thời gian qua. Nam Minh kính mời quý đồng hương đến ủng hộ mua hàng tại Vietshopping TV hoặc đến Deluxe Cargo San Jose để gửi hàng, gửi quà về Việt Nam. Điều đó đồng nghĩa với việc quý đồng hương sẽ là người gián tiếp tài trợ cho chương trình phóng sự sinh hoạt của cộng đồng người Việt vùng B do Viettoday thực hiện. Viettoday Shopping và Deluxe Cargo San Jose tọa lạc tại 1625 Tolley Road, Suisse, thành phố San Jose. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 408-729-1111 hoặc gọi số tổng đài miễn phí 1888-504-0888. Xin chân thành cảm ơn. Deluxe Cargo, công ty gửi hàng về Việt Nam chuyên nghiệp và uy tín, đã có mặt tại San Jose. Chúng tôi luôn có những chuyến bay hàng tuần. Chúng tôi luôn có những chuyến tàu đường biển định kỳ, khai trương địa điểm mới với giá thật ưu đãi. Nhẹ như phương triều chỉ có 2.75 đồng một pound. Nặng như quốc bảo giá còn rẻ hơn nữa, 2.49 đồng một pound. Đến với Deluxe Cargo San Jose để có dịch vụ gửi hàng tốt nhất, giá rẻ nhất. Deluxe Cargo San Jose tọa lạc tại 1625 Tolley Road, Suisse, San Jose, Cali 95122, điện thoại 408-729-1111, 408-729-1111. Deluxe Cargo Professional Cargo. Chúng tôi hân hạnh là nhà bảo trợ độc quyền cho chương trình phóng sự cộng đồng Việt Nam miền Bắc California. Để tiện việc theo dõi, quý đồng hương vui lòng đón xem chương trình phóng sự cộng đồng hàng tuần vào lúc 7 giờ 15 tối thứ tư và được phát lại vào lúc thứ năm 2 giờ 15 chiều, thứ sáu 9 giờ tối, thứ bảy 12 giờ trưa và chủ nhật 8 giờ sáng. Kính thưa quý đồng hương, để tạo điều kiện cho đài truyền hình Viettoday thực hiện những thông tin sinh hoạt và phóng sự cộng đồng một cách đầy đủ, xin các tổ chức hội đoàn đồng hương vui lòng gửi thông báo hoặc thư mời cho chúng tôi trước một tuần về địa chỉ email info@viettoday.tv.